Pháp của Phật là rõ ràng cụ thể như vậy, không giấu giếm một cái gì cả. Còn những điều mà mấy con đã từng đến chùa, mấy con học, mấy con hiểu, đều là ngoại đạo. Nghĩa là trước khi Đức Phật ra đời đã có ngoại đạo, luật sư ngoại đạo, mà Đức Phật đã đập nó xuống, dẹp nó sạch. Nhưng làm sao những cái tư tưởng đó đã truyền thống lâu đời, ăn sâu vào con người, đâu phải Đức Phật nói cái là dẹp sạch hết được đâu. Nhưng mà hôm nay là Đức Phật, cái ngày xưa chưa chắc đã người ta theo hết toàn bộ của Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật qua đời thì bao nhiêu cái tà pháp, bao nhiêu cái ngoại đạo, nó phủ trùm trùm lên cái giáo lý của đạo, nó biến thành cái đại thừa. Bây giờ trong chùa chúng ta thờ đủ loài Phật, mà còn bày đặt ra quá khứ của bảy vị Phật. Bảy vị Phật chân lý đâu? Các con có nghe nói Phật Tỳ Lô Xá Na đưa cái bốn cái chân lý chưa? Hay là tới Đức Phật Thích Ca mới có bốn chân lý? Vậy thì bảy vị Phật đó là bảy cái gì tưởng thôi, chứ làm sao có thì đâu. Cho nên trong cuộc đời chúng ta thấy biết rõ ràng là trên hành tinh chúng ta có một con người thật, con người Ấn Độ. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người là Đức Phật đầu tiên trên hành tinh này, và cũng như trên thế giới này, trên cái vũ trụ. Chứ không có quá khứ có ông Phật nào cả. Quá khứ có luật sư ngoại đạo, có tà đạo. Rồi từ Đức Phật Thích Ca 2500 năm nay có ai chứng không? Phải xác định chứ. Nếu có một người nào chứng thì phải có lòng từ bi, lòng thương yêu chúng sanh quá khổ, ai nỡ tâm mà chứng rồi bỏ đi bao giờ. Như Đức Phật chứng biết rằng trong giai đoạn này là người ta đang mê tín, người ta đang thờ dựng 33 quả trời mà không nói thẳng nói thật thì làm sao chúng sanh biết. Cho nên Đức Phật nói thẳng nói thật mới có cái bài kinh pháp môn căn bản. Chúng ta thấy rất tuyệt vời, gan dạ trước người ta mê tín như vậy, gan dạ đập xuống. Cũng như thờ bây giờ gặp tất cả các thầy đại thừa, tôi sai mà chưa có người dám nói. Còn thầy dám nói, tại sao? Thầy làm chủ được sự sinh tử. Đối với thầy cái sống chết đâu có ăn nhằn nhò gì, đâu sợ ai đâu. Nói để làm gì? Không phải vì danh mà. Nói để cho chúng sanh thức tỉnh, biết cái sai cái đúng, để không phí bỏ công sức và tiền của làm một cái điều nhảm nhí. Thầy nói thẳng nói thật. Cho nên 2500 năm tới hôm nay, hơn 2500 năm tới, có ai chứng đạo không? Chưa. Tại sao dám xác định điều này? Từ Đông sang Tây, bao nhiêu người theo Phật giáo có chứng chưa? Chưa. Tại sao? Tại vì không có kinh sách nào dạy chúng ta đạo đức nhân bản nhân quả. Tại sao? Tại sao từ Đức Phật có dạy mà bây giờ lại không có dạy? Thì như vậy rõ ràng là không có người chứng. Rồi tại sao pháp của Phật dạy như lý tất ý như vậy, mà tại sao bây giờ chúng ta không có pháp như lý tất ý? Kinh sách nào có viết lời dạy này không? Chỉ có kinh sách Duy Tự của Phật, mà không có ông thầy nào, có một vị tổ sư nào dạy. Chỉ dạy ba cái nhảm nhí của ngoại đạo. Người ta tu gần chết, thậm chí như có người quyết tâm tu lại điên. Có đường niệm Phật được nhất tâm, thế rồi trong tâm cứ niệm, nó là tưởng niệm, gọi là vô niệm, là chứng đạo. Chứng cái tưởng cái làm gì mà chứng không có thật, tưởng không có cực lạc như đà đâu mà chứng. Đó là cái giả dối, cái khéo léo, cái lừa đảo, không hiểu mà lại trở thành dối trá lừa đảo người ta. Biết thì nói, mà không biết thì thôi, tu chưa chứng mà đi ra dạy đạo. Biết cái gì vậy hả? Có làm chủ được sanh tử luân hồi chưa? Không biết mà dám nói. Bởi vì biết thì nói, mà không biết thì giữ cột mà nghe. Thế mà các thầy mà thuyết giảng, tu chưa xong, dựa vào những kiến giải của người xưa nói lung tung để đưa một số Phật tử người ta tha thiết tu hành, người ta quá đau khổ cuộc đời, để rồi cuối cùng người ta được những gì đây? Ta còn thấy từ xưa đến giờ người ta được những gì đây? Có làm chủ được sinh tử không? Mà tại sao thầy nói bây giờ mấy con bệnh này, mấy con tắc ý đi, đuổi bệnh, bệnh sẽ hết, không muốn thuốc. Mấy con cứ làm đi, rồi mấy con sẽ thấy pháp Phật có thực tế, cụ thể rõ ràng không? Chứ đâu phải nói dối mấy con sao? Tâm mấy con giận, quán ly sân tôi biết tôi thấy vô, quán ly sân tôi biết tôi thấy, pháp rõ ràng mà. Mấy con tự ý, mấy con hít thở, mấy con tự ý hít thở, tâm mấy con nương vào hơi thở. Nhưng mấy con xả ra mấy con thấy tâm sân mấy con còn không?
con cứ làm đi, rồi con sẽ biết pháp của Phật nó cụ thể về thực tế. Chứ đâu phải nó bây giờ tâm tôi sân tôi lên lại Phật phù hộ cho tâm tôi hết sân, làm gì có chuyện này. Cho nên đến đây thầy nói thẳng, nói thật, thật sự ra có mít lạc. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái người sẽ giác ngộ, sẽ tin tưởng Phật, sẽ không bao giờ buồn phiền cả. Phải có con người dám ăn dám nói, cũng như Đức Phật dám ăn dám nói trong thời đó. Thì thời nay thầy cũng làm chủ, như Phật thầy cũng làm chủ được sự sống chết. Muốn chết rồi nào chết, muốn sống rồi nào. Bây giờ quyền sống chết ở trong tay thầy, còn mấy con chưa có quyền đâu. Nó muốn chết mấy con sống, mấy con muốn sống không được. Cho nên mấy con phải tu như vậy. Thầy biết cách thức, thầy dạy mấy con, mấy con sẽ làm chủ được như vậy. Không có một con người nào mà không làm chủ được pháp của Phật truyền. Người nam cũng như người nữ, chứ không phải người nam tu được, người nữ không tu được. Các cụ già, về phần các cụ già sắp sửa tuổi đời sắp hết, thời gian sắp lắm, giao hết cho con cái, đừng lo toan gì việc công gia đình, con cháu gì nữa hết. Chỉ thời gian ngắn quá, chúng ta hãy ở trong một cái căn phòng yên tĩnh, đưa cho chúng ta ăn ngàn bữa, sống năm giới giữ gìn đàng hoàng, tập y tâm bất động thanh tịnh, tất cả những niệm lo lắng thương nhớ điều quét ra sạch, chỉ có một niệm này giữ mà thôi. Cảm thọ đến thân các cụ tất ý thọ là vô thường, đi ra khỏi thân thôi, ta không sợ đâu. Số muộn gì mày cũng phải chết, cứ thẳng thắn chỉ định thẳng nó đi. Ở đây chỉ có bất động thanh tịnh mà thôi. Thì các cụ nhớ lời thầy nói, dê mà nỗ lực tu làm thì chỉ có phương pháp này cứu các cụ, mà các cụ sẽ không tái sanh luân hồi. Không khéo cái nghiệp các cụ đã tạo, thương ghét giận hờn phiền não, khi bỏ thân này cái nghiệp cỡ tái tiếp tục tái sanh luân hồi, không trốn đâu phải đâu. Cùng nhớ ở đây thầy dạy phải làm chủ bệnh, phải làm chủ tâm, không giận hờn phiền não, đó là phương pháp làm chủ tâm. Làm chủ bệnh mà tâm không phiền não, thân không bệnh thì già quá thước. Thầy tám mấy tuổi vẫn khỏe mạnh như thường, đi đứng không bao giờ run rẩy nữa con. Đâu phải là thầy cũng già, bởi vì các pháp đều vô thường mà, thân này cũng đã ở trong một pháp, chứ đâu phải là ngoài pháp sao? Cho nên nó phải vô thường. Nhưng mà vô thường thầy làm chủ được già, già thầy không run rẩy không gì nữa. Nói mạnh, nói mẹ, không rung chuyển, không sợ hãi hết, tâm bất động. Mấy con thấy rõ ràng, bây giờ trực tiếp với thầy mấy con thấy. Thầy muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Không phải như các thầy đâu. Nói tu thiền, tu định mà rốt cuộc thì đi đằng nhà thương, đi bác sĩ, thiên đỉnh gì mà lạ vậy. Thiên đỉnh thì phải làm chủ được thân tâm. Ngay cả thầy nói thiền diệt khi di dục thực pháp hay sinh. Thiền nhập định thì không bao giờ ăn uống mà người ta vẫn sống. Từ một ngày đến một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng, chín tháng, dẫn sống được. Đó là thiền của Đạo Phật. Các con thấy nó đơn giản. Nhập tứ thiền, tỉnh chỉ hơi thở, ngồi, không thở mà bất động, không chết, không ăn uống. 49 ngày, bình thường. Các con thấy thiền như vậy mới là thiền chứ. Thiền gì mà ngồi, còn đói bụng, còn nghe đau nhức chúng ta. Thì thiền gì? Thiền thì an lạc chứ. Cái đó là gì? Đó là trong cái niệm định tu tập.